Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt các học sinh đạt giải, giáo viên có học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm học 2020-2021. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái có 26 trong tổng số 55 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia ở 9 đội tuyển đạt giải. Trong đó có 5 giải nhì, tăng 1 giải so với năm học trước, 8 giải ba và 13 giải khuyến khích. Cả 26 em đạt giải đều là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Tỉnh Yên Bái xếp thứ 35 trên 69 hội đồng thi trên toàn quốc và đứng thứ 5 trên 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc về số lượng giải. Chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của các thầy cô giáo, các em học sinh tiêu biểu, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng khẳng định những kết quả mà ngành giáo dục tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua, nhất là trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia bậc trung học phổ thông là một trong các thành tích thiết thực chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới ngành giáo dục tỉnh Yên Bái cần kịp thời triển khai các nghị quyết, chương trình của tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời đầu tư nâng cao chất lượng học sinh giỏi ở các vùng miền, các bậc học. Triển khai có hiệu quả đề án phát triển trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển giáo dục. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý mẫu mực, chuyên môn giỏi, tâm huyết và trách nhiệm với nghề. Các em học sinh cần tích cực học tập, rèn luyện để không chỉ giỏi về kiến thức mà còn giỏi ngoại ngữ, thành thạo công nghệ thông tin, thích ứng nhanh với đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo nghiêm túc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 26 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 16 giáo viên có học sinh đạt giải.